xin chào các bạn đã quay trở lại kênh youtube lý việt em của mình thì trong video các bạn mình sẽ cho các bạn biết một cái công cụ để các bạn có thể kiểm tra cái giá của co các bạn khi mà chính thức à, à, có giá thật sự của mainnet các bạn nha hiện bây giờ thì à, à, chưa có nhưng mà nó đã chuẩn bị sẵn sàng các bạn chúng ta hãy xem thông tin này satoshi co nổi bật trên công cụ theo dõi giá tiền điện tử thời gian thực nổi bật coi cáp khi sắp ra mắt của Satoshi Co, CoinCap một nền tảng theo dõi giá tiền điện tử theo thời gian thực như CoinMarketCap và CoinGecko đã thêm CoinDao vào danh sách theo dõi của họ. Đó. Với danh sách Core này trên công cụ theo dõi giá tiền điện tử có uy tín CoinCap.com, giá bao gồm biểu đồ và vốn hóa thị trường của nội dung sẽ bắt đầu hiển thị ngay lập tức khi các nhà phát triển hoàn thành các hoạt động sau mạng chính và cho phép kết nối bên ngoài chuỗi. có nghĩa là cái trang coincap.com này nó giống như là coi coinmarketcap hoặc là coi getco đó các bạn à, và nó thông tin rất là chính xác nha. người dùng co trên toàn cầu luôn có thể kiểm tra tại đây để nhấn vào danh sách theo dõi nói trên để có quyền truy cập trực tiếp để biết giá của co và các thông tin liên quan khác về dự án. Tại thời điểm xuất bản này, ngày 13 tháng 1 năm 2023, trên trình khám phá mainnet của chuỗi khối của chuỗi lỗi trình xác thực ban đầu đau hiện có 18, 15 đang hoạt động và 3 còn lại để hoàn thành 21 trình xác thực đầu tiên trên mạng co. Hãy cố gắng tham gia nhóm Telegram và kênh thông báo của chúng tôi để biết thêm thông tin cập nhật về việc ra mắt mạng chính dự kiến phân phối Airdrop ủy quyền Stacking co hoán đổi dex và niêm yết trên các sàn giao dịch. Đó đây chính là coi cáp rồi các bạn. Co đau co là gì? CoDAO tồn tại để xây dựng hệ sinh thái Satoshi Plus bắt đầu bằng việc ra mắt chuỗi khối co. Chúng tôi đang xây dựng cơ sở hạ tầng web 3.0 và quảng bá các chuỗi khối công khai được xây dựng trên bao của Bitcoin kết hợp với EVM của Ethereum. Ethereum. Các giá trị chính của co là gì? Tầm nhìn của co là một xã hội nơi tất cả mọi người trên toàn cầu đều có cơ hội tham gia như nhau và nơi mọi người được tự do lựa chọn cách họ tham gia vào xã hội. Nhiệm vụ của chúng tôi là xây dựng một hệ thống kinh tế thế giới mới dựa trên sự đồng thuận Satoshi Plus, phi tập trung, không cần xin phép và mở cho tất cả mọi người. Chúng tôi tin rằng quy tắc là luật, chúng tôi tin tưởng vào toán học, bất kỳ ai cũng có thể đóng góp, không cần xin phép, mọi người được tự do lựa chọn những gì họ thích, hướng đến cộng đồng, không ai đứng trên pháp luật, đứng trên luật pháp. Những người đứng sau co Đao là ai? Sự đồng thuận của Satoshi Plus được xây dựng bởi một nhóm cộng tác viên ẩn danh và sẽ được phát hành dưới dạng một dự án mã nguồn mở cho công chúng. Co đau được tạo thành từ một nhóm những người đóng góp phi tập trung xây dựng chuỗi khối co và hỗ trợ hệ sinh thái Satoshi Plus. Lợi ích lớn nhất của co đau so với các cái một khác là gì? Chuỗi khối lõi chạy trên sự đồng thuận của Satoshi Plus, sự kết hợp giữa bao và để boss sức mạnh băm BTC được ủy quyền và đặt cược co được ủy quyền. Sự kết hợp này cho phép chuỗi khối co có khả năng mở rộng và bảo mật của các L1 khác với việc bổ sung tính năng phân quyền mà chỉ bao của Bitcoin mới có thể cung cấp. Phân cấp thông qua Bitcoin bao kết hợp với khả năng tương thích và quản trị EVM. Rồi bây giờ chúng ta hãy uh, truy cập vào co cap các bạn nha để chúng ta xem. Rồi mình sẽ mở trình duyệt ra hiện bây giờ co market cap không có đâu các bạn rồi mình sẽ mở trình duyệt ra nhé mình sẽ gõ vào co cap các bạn coi nha coi cap nè các bạn đó r nè có chữ r nha chấm com ở thì khi nào mà các bạn muốn kiểm tra giá của co đó mà lúc nó chính thức có rồi đó thì các bạn có thể đi vô đây sớm nhất nha rồi bây giờ chúng ta hãy sợt nha chúng ta sợt là chỉ co các bạn đi co ha. Đó. Rồi, thì các bạn sẽ thấy nó list ra ngay luôn các bạn nè. Đó, có cái cái các bạn phải nhìn thấy đúng cái logo nha. Thì mới được đó. Thì hiện bây giờ nó chưa có giá các bạn. Sau này sẽ có giá và nó sẽ có biểu đồ thống kê như là à uh, coi market cap hoặc là go... coi cách go nha. Coi cách go các bạn ha. Đó thì nó làm sẵn hết rồi. Rất là tuyệt vời ha. Rồi, thì uh, đây là một cái công cụ mà chúng ta kiểm tra giá của CoreDAO nha Thì hy vọng các bạn uh, sẽ biết và các bạn có thể kiểm tra được lúc mà nó chính thức có giá các bạn nha Còn hiện bây giờ chưa Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video Còn bạn nào mà chưa đăng ký cái app này để các bạn có thể nhận được AirDrop Thì các bạn hãy đi vào mô tả video hoặc bình luận đầu tiên các bạn nha Đăng ký đi các bạn để uh, có thể sau này nó sẽ còn AirDrop nữa Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi Xin chào và hẹn gặp các bạn lại lần sau